Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở trên kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Những ngày gần đây thì trên các báo đài thông báo rất là nhiều về chứng bệnh đột quỵ gia tăng trong thời tiết lạnh này. Đặc biệt là đột quỵ bị gia tăng ở tuổi trẻ từ 25 cho tới 50 tuổi và thường xảy ra sau khi mà họ tập thể dục xong hoặc là sau khi tắm. Vậy trong video này thì Hằng xin chia sẻ tới quý vị cái cách mà chúng ta sẽ phòng chống đột quỵ vào mùa đông này. Những quý vị nào mà có sở thích hay là cái thói quen tập thể dục vào buổi sáng thì chúng ta càng cần quan tâm hơn về cái vấn đề này. Mong rằng nếu như ai đó xem được video này thì có thể hữu duyên chia sẻ tới người thân, bạn bè để mọi người cùng biết nhé. Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc trong những ngày này thì khá là rét, nhất là vào buổi sáng sớm và buổi tối. Có rất là nhiều sương nên cái thời tiết không chỉ là lạnh mà còn rất giá buốt. Theo như thông tin Hằng có đọc ở trên báo đài thì tỷ lệ những người mà mắc đột quỵ ở trong mùa đông này rất là cao, và một cái điều là tưởng chừng rất là vô lý lại xảy ra, đó chính là tỷ lệ giới trẻ và những người trung tuổi thì lại bị mắc bệnh đột quỵ gia tăng nhanh hơn là so với những người cao tuổi. Vậy thì độ tuổi từ 25 tới 50 tuổi bị đột quỵ rất là nhiều, đặc biệt là sau khi họ tập thể thao hoặc là sau khi tắm. Tại sao lại như vậy? Vào mùa đông thì thời tiết khá là lạnh. Mọi người biết thì quy luật tự nhiên, nóng thì nở ra, giãn nở mà lạnh thì co vào. Vậy thì mạch máu của cơ thể của chúng ta khi gặp thời tiết lạnh nó cũng sẽ co hẹp lại, máu cũng bị đông đặc hơn. Khi mà chúng ta vận động mạnh làm cho cái tốc độ vận chuyển máu nó tăng lên đột ngột, và trong khi máu của chúng ta lại bị đông đặc hơn so với mức bình thường nên rất dễ gây ra tình trạng đột quỵ. Một điểm nữa là giới trẻ thì ăn uống rượu bia nhiều, những cái thực phẩm đồ ăn nhanh bây giờ cũng dần trở thành những cái bữa ăn thường xuyên hơn của giới trẻ. Những cái đồ thức ăn uống này khi mà đưa vào cơ thể dẫn tới làm cho máu của chúng ta bị nhiễm cholesterol nhiều, gây bẩn máu, hại gan, hại thận, và từ đó nguy cơ đột quỵ cũng cao hơn. Và một điều không thể không nhắc tới đó chính là cái sự chủ quan của giới trẻ. Thông thường thì các bác lớn tuổi họ đi tập thể dục thì thường họ ăn mặc khá là kín đáo, và kèm theo đó là họ tập thể dục nhẹ nhàng, ví dụ như là đi bộ thôi. Thế nhưng mà giới trẻ khi mà vào mùa đông ấy, họ vẫn ăn mặc khá là phong phanh này, vì họ nghĩ rằng họ chơi những cái môn thể thao mạnh ấy thì sẽ gây đổ mồ hôi rất là nhiều, nên khi đi ra ngoài họ không mang theo nhiều quần áo và không mang đồ bảo hộ trong cái thời tiết lạnh này. Thêm vào đó lại chơi những cái môn thể thao mạnh, những cái môn thể thao mà dẫn tới đổ mồ hôi nhiều ấy, thì từ đó cái nguy cơ đột quỵ nó cũng cao hơn so với mùa nóng. Mà quý vị biết không, trong cái thời tiết mùa đông ấy mà chúng ta chơi những cái môn thể thao hoặc là hay là hoạt động nặng dẫn tới đổ mồ hôi nhiều ấy, thì nó sẽ không tốt cho cơ thể của chúng ta. Bởi vì mùa đông đặc biệt nó có cái tính đó là tính âm thịnh, tức là và cái tính thu liễm phong tàng, nơi cái dương khí lúc này nó cần phải được phong tàng trong cơ thể của chúng ta thì mới giữ được ấm cho cơ thể này. Còn nếu như dương khí nó thoát ra ngoài quá nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Do đó mùa đông chúng ta nên tập thể dục nhẹ nhàng thôi thì sẽ phù hợp với cái quy luật của tự nhiên và quy luật của trời đất. Nếu như quý vị chống lại cái quy luật tự nhiên này thì chính là chúng ta đi ngược lại với cái thuật dưỡng sinh ở trong đông y. Trên đây là những cái nguyên nhân mà có thể là dễ thấy nhất, lý giải vì sao đột quỵ lại xảy ra nhiều hơn vào mùa đông và gặp nhiều ở giới trẻ và những người trung niên. Còn bây giờ thì Hằng xin chia sẻ tới quý vị một số những cái mẹo để chúng ta có thể giúp cho quý vị khỏe mạnh hơn này, phòng tránh được cái đột quỵ ở trong mùa đông lạnh này. Điều thứ nhất là khi ngủ dậy, quý vị tuyệt đối là chúng ta không ngồi dậy ngay, chúng ta không ngồi dậy nhanh, mà chúng ta hãy mở mắt ra. Sau đó là khi mà quý vị vẫn đang ở trong tư thế nằm ấy, thì quý vị có thể là lăn qua lăn lại nhẹ nhàng thôi, chậm từ từ, hoặc là quý vị nằm một lúc cho nó tỉnh hẳn rồi chúng ta mới ngồi từ từ dậy. Điều thứ hai là sau khi mà ngồi dậy thì quý vị hãy xoa bàn tay như thế này, chúng ta xoa thật nóng lên, nóng ấm lên, rồi sau đó quý vị úp lên mắt đó, và quý vị xoa nóng lên, chúng ta lại úp vào hai cái bên tai này. Tiếp đó là quý vị sẽ dùng 10 cái đầu ngón tay này chúng ta cào và chúng ta massage đầu.
Mục đích của việc này là giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn này, máu lưu thông lên cái vùng đầu não của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra thì quý vị có thể là thực hiện đầy đủ 12 cái động tác xoa mặt mà Hằng đã từng hướng dẫn quý vị ở trong một video khác thì là tốt nhất. Và bước thứ 3, khi mà quý vị bước xuống giường ấy, chúng ta hãy uống một cốc nước ấm. Tác dụng của nước ấm uống vào buổi sáng thì cực kỳ là tốt. Nó giúp cho chúng ta thải độc tố, nó còn tích tụ những cái độc tố mà nó còn tích tụ ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta, nó sẽ được đào thải ra ngoài. Và khi uống nước ấm vào, nó cũng làm cho chúng ta có cái cảm giác là đi đại tiện, tiểu tiện nó mau hơn. Từ đó mà thải hết những cái độc tố tích tụ ở trong đường tiêu hóa ra ngoài nhanh hơn. Mà buổi sáng sớm, quý vị biết là cái khung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là cái khoảng thời gian mà tốt nhất để chúng ta đi đại tiện, bởi vì đây là cái khung giờ mà hoạt động mạnh nhất của đại tràng. Khi mà độc tố được đào thải ra khỏi cơ thể của chúng ta thì nó sẽ không bị ngấm ngược lại, không bị ngấm ngược trở lại vào máu của chúng ta, làm cho máu của chúng ta nó bị bẩn, từ đó mà cái nguy cơ đột quỵ nó cũng sẽ được giảm đi đáng kể. Một lý do nữa là nước ấm khi mà quý vị đưa vào cơ thể, đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh như thế này, thì nó sẽ giúp trung hòa máu và trung hòa cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta. Hiểu nôm na là máu của chúng ta ấy, nó sẽ được loãng ra và không bị đông đặc nữa. Từ đó nó sẽ giảm được cái nguy cơ đột quỵ. Rất nhiều người khi mà họ vừa mới thức dậy, họ đã vội vàng đeo giày rồi khoác áo để đi tập thể dục. Về nhà thì mồ hôi nhễ nhại, ngồi xuống và xảy ra đột quỵ luôn. Miệng thì ú ớ không nói được gì. Nhiều người thì được người thân phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện thì còn hy vọng cứu chữa. Thế nhưng mà nhiều người lại không may mắn thì hậu quả đáng tiếc đã xảy ra, đó chính là tử vong. Hằng nói như vậy thì để nhấn mạnh rằng cái việc uống nước ấm vào buổi sáng sau khi mà thức dậy, đặc biệt là phải nước ấm nhá, thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của mọi người, nên chúng ta đừng bỏ qua mẹo nhỏ này nhá. Bước thứ tư là nếu như quý vị nào mà đi tập thể dục ý, thì chúng ta nên tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng. Thời điểm tốt nhất là khi mặt trời mọc thì chúng ta mới nên ra khỏi nhà. Lúc này thì cái sương ý, nó cũng sẽ bớt đi và thời tiết nó cũng bớt lạnh hơn. Nếu như ra ngoài vào buổi sớm lúc mà trời vẫn còn tối đen thì thực sự là tập thể dục vào mùa đông vào cái thời điểm như vậy thì nó là lợi bất cập hại, quý vị nên tránh. Hơn nữa khi mà tập thể dục thì chúng ta cần phải mang theo những cái đồ bảo hộ, ví dụ như là mũ này, khăn này, chúng ta giữ ấm cho cả tai, cổ, gáy và ngực, bởi vì những cái phần này nó rất dễ bị trúng gió và không chỉ là nó tăng cái nguy cơ đột quỵ cho quý vị mà nó còn làm cho những cái chứng bệnh về hàn lạnh và các chứng bệnh về xương khớp ở những cái vùng đầu, cổ, gáy này nó càng nặng hơn. Bước thứ 5 là sau khi tập thể dục về thì quý vị cần ngồi nghỉ ngơi. Và trong cái quá trình nghỉ ngơi đó thì quý vị có thể là chúng ta ngồi, chúng ta xoa bóp nhẹ nhàng cái vùng chân này, tay này, xoa bóp cổ tay, xoa bóp cổ chân, rồi xung quanh mắt cá chân, những cái vùng cổ sau gáy này. Đó, chúng ta cứ xoa bóp hết nhẹ nhàng những cái vùng đó để nó giúp cho chúng ta lưu thông cái máu của chúng ta tốt hơn. Tuyệt đối là quý vị không được tắm ngay nhá. Quý vị nên nghỉ ngơi cho khô ráo cái mồ hôi đi, rồi chúng ta uống thêm một cốc nước ấm nhỏ, rồi sau đó chúng ta mới đi tắm. Nếu như mà bắt buộc hoặc là không thể bỏ được cái thói quen tập những cái môn thể thao nặng ấy, đổ mồ hôi nhiều, thì mọi người cũng cần là nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi mà tập, và chúng ta không được tắm ngay, bởi vì cái nguy cơ đột quỵ đối với những người mà chơi thể thao nặng, đổ mồ hôi nhiều trong mùa đông là rất là cao. Điều thứ 6 quý vị cần lưu ý đó là trong mùa đông tuyệt đối chúng ta không nên thức khuya. Cũng như là phân tích ở phần đầu video này thì mùa đông nó có cái tính đó là phong tàng. Nếu như hoạt động quá và chúng ta hoạt động quá vào buổi khuya ấy, khi mà quý vị thức khuya thì cái nguy cơ đột quỵ nó sẽ cao hơn. Bởi vì lúc này cái phần dương của chúng ta ấy, nó cần tĩnh để được nghỉ ngơi, nó cần phong tàng để sáng hôm sau chúng ta mới có sức khỏe để lao động và làm việc, học tập. Nhưng mà chúng ta cứ thức khuya như vậy thì cái phần dương nó bị nhiễu loạn và âm nó không giáng được xuống thì hôm sau dương nó cũng sẽ không sinh ra được. Đó là lý do vì sao những người mà hôm trước họ thức khuya thì ngày hôm sau họ rất là mệt mỏi. Và tất nhiên với những người này thì nguy cơ đột quỵ cực kỳ là cao. Các cụ xưa thì có câu mùa hè ngủ muộn dậy sớm, mùa đông thì ngủ sớm dậy muộn. Đó mới là phù hợp với cái đạo lý của thiên địa, phù hợp với cái quy luật của thời tiết.
Và nếu như quý vị thấy cơ thể của chúng ta gặp phải bất kỳ những cái dấu hiệu nào sau đây thì chúng ta cần phải được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay. Cẩn thận là cái nguy cơ đột quỵ nó chuẩn bị ập đến. Thứ nhất đó là cái biểu hiện khi mà quý vị giơ tay ấy, chúng ta giơ tay lên này, hạ tay, giơ tay lên rất là khó. Đó, thứ hai là cái miệng của chúng ta, cái khuần khóe miệng này nó bị méo, bị xệ xuống. Và thứ ba là giọng nói của chúng ta bị ngọng và không nói rõ được. Thứ tư là khả năng nghe không rõ. Khi mà ai nói chuyện với chúng ta, chúng ta nghe đi nghe lại vẫn không hiểu người ta nói gì. Đó, thứ năm là cái biểu hiện là cười, cái kiểu cười của chúng ta nó bị lệch, cơ mặt của chúng ta nó cũng bị cứng hơn. Và thứ sáu là biểu hiện đau đầu dữ dội. Nếu như phát hiện những cái dấu hiệu đột quỵ này thì quý vị cần được cấp cứu ngay. Bởi vì trên thực tế chứng minh nếu như một người bị đột quỵ trong khoảng từ 1 đến 6 giờ thì khả năng cứu chữa còn cao. Nên mà được gọi cái khung giờ này, nó được gọi là khung giờ vàng của đột quỵ. Còn sau 6 giờ mà xảy ra đột quỵ thì vẫn có thể là cứu chữa được. Thế nhưng là biến chứng nó sẽ để lại nặng nề hơn, thậm chí là tử vong. Những cái thông tin trên báo đài cảnh báo chúng ta rất là nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ lưu tâm tới sức khỏe của mình trong mùa đông này, đặc biệt là áp dụng những cái bài tập cũng như là những cái mẹo nhỏ trong cuộc sống để chúng ta dưỡng sinh, phòng tránh đột quỵ. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và an lạc. Hằng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.